Nếu bạn là người đàn ông, có thể chịu nổi sự dụ hoặc như vậy không? Nửa đêm trong phòng có vợ đẹp, ngoài phòng còn gái đẹp gợi cảm gõ cửa phòng. Nếu là bạn sẽ lựa chọn thế nào? Vào sáng nay, Tân Lập dẫn vợ Thanh Âm, thư ký Lương Khanh, đồng đội Châu Tuyên Nhất, bạn tốt giang câu cùng huấn luyện thể năng. Ba vị mỹ nữ làm gì chịu nổi sự dày vò như vậy? Phút chốc đầy mồ hôi, vào lúc này, Giang Nhất cậu chạy nhanh, 10 giây chạy một mét. Ha ha, Tần lão đệ, tẩy tủy đan cậu cho ta uống lợi hại thật hay cho tôi ăn thêm mấy viên nữa đi đừng nhỏ mọn vậy mà tần lập nghe xong mặt bất lực tẩy tủy đan đâu phải kẹo đó là dùng để cải tạo cơ thể ăn nhiều không có lợi vợ thanh âm nghe xong có hứng thú hỏi tẩy tủy đan là gì tướng quân lập tức giới thiệu ngay tẩy tủy đan chính là đan dược tần lão đệ chính ta luyện chế cho ta thần dược để ta trở thành võ giả châu tuyên nhất nghe xong vội đi lên nói còn có chuyện tốt này đội trưởng lại có thể luyện chế tẩy tủy đan châu tuyên nhất làm nũng đan dược cao cấp như vậy có thể cho tiểu nữ một viên không tiểu tử thối đan dược này vốn còn muốn giấu riêng bây giờ toàn bị giang câu nói ra hết rồi tần lập lấy tẩy thủy đan ra cho ba vị mỹ nữ mỗi người một viên giang câu cười đến bên tai tần lập nói nhỏ tần lão đệ cậu nói họ ăn thứ này có khi nào giống ta lúc đó nóng đến cười hết quần áo không giang huynh đừng nghĩ nhiều nữa âm thịnh dương suy con gái ăn vào chắc sẽ không có trường hợp đó lương khanh nhìn đan dược trong tay cái này cũng quý quá rồi vợ thanh âm trực tiếp bỏ vào miệng, mẹ ơi, đáng quá đi, mà Chu Tuyên nhất nghịch ngợm nói, vào miệng tan ngay, đan dược của đội trưởng ngọt quá, ngon ghê, tần lập tôi cảm thấy nóng quá, có thể xem giúp tôi không, lúc vợ thanh âm nhìn tôi động tay động chân, làm đổ bình giấm chua, chồng ơi, em cũng không khỏe, xem giúp em với, vừa nghe vợ cũng không khỏe, tần lập vận chuyển linh khí sờ đỉnh đầu của vợ, bỗng nhiên tần lập hát rác ra một luồng khí tức màu xanh lá, kỳ lạ, khí tức này từ đâu đến sao cảm giác sinh ra cộng minh với linh khí trong cơ thể ta bỗng nhiên tần lập vào trong ý thức không gian của thanh âm men theo khí thức màu xanh lá một đường đổi theo tần lập ngẩng đầu nhìn đây bất ngờ đây 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 là thứ gì đây hình như là một tầng phong ấn khí thức này có cảm giác như từng quen bỗng nhiên trong phong ấn truyền ra một sức hút cực lớn cả người sắp bị hút vào trong ấn tần lập vội thu hồi ý thức nguy hiểm thật ý thức xem bị nuốt rồi thôi được em không có vấn đề gì nghỉ ngơi một lát đi đêm khuya tần lập đang tu luyện trong phòng nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa sau khi nhìn vợ đã ngủ say chuẩn bị mở cửa xem thử là ai vừa mở cửa ra châu tuyên nhất mặc đồ ngủ ngồi dưới đất trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm hai chữ đội trưởng tôi khó chịu quá mau cứu tôi với châu tuyên nhất đỡ tường đứng lên muốn trèo lên người tần lập tần lập né sang một bên châu tuyên nhất bổ không ngã dưới đất nếu bạn cũng có người chồng như vậy bạn có cảm thấy an ủi không nửa đêm châu tuyên nhất gõ cửa phòng của tần lập Tần lập tôi đây là đặc biệt mặc vì anh, anh không động lòng chút nào sao, anh còn là đàn ông không, đủ rồi, tần lập tôi không phải loại người như cô nghĩ, tôi đã có ra thất rồi, mong châu tiểu thư tự trọng, châu tuyên nhất xem xong có hơi kích động, lên trước là ôm ấp dùng mỹ nhân kế, tần lập tránh ra, tiện tay bùm một tiếng đóng châu tuyên nhất ở ngoài cửa, khuya quá rồi châu tiểu thư về nghỉ ngơi sớm đi, tần lập về bên cạnh thanh âm, nhìn vợ thầm thề với lòng, đời này sẽ không phản bội em. Tần Lập lại không biết Thanh Anh sớm đã bị đánh thức, nghe thấy thái độ của Tần Lập đối với Châu Tuyên Nhất, Thanh Âm cũng thẹn đỏ mặt, giả ngủ không dám lên tiếng, chớp mắt cuộc thi võ giả sắp đến rồi, Thanh Âm đến sân bay tiễn biệt, Thanh Âm dặn dò Tần Lập, nhất định phải chú ý an toàn, bỗng nhiên Châu Tuyên Nhất mở miệng nói, tôi nhất định sẽ thay chị Thanh Âm chăm sóc tốt đội trưởng, lòng thầm nghĩ lần này ra ngoài, tôi nhất định phải trồng một mảng trên đầu chồng cô, đồng cỏ xanh, Thanh Âm nhìn Châu Tuyên Nhất nói. Vậy thì tôi thay chồng tôi cảm ơn cô rồi, lòng thầm nghĩ tiểu tiện nhân, đừng tưởng tôi không biết cô có mưu đồ với chồng tôi, cứ vậy, tần lập và ba đồng đội lên máy bay. Lúc này thanh âm quay đầu nhìn, ái à, ia, à. Lương Khanh cùng đến với chúng ta sao mất tiêu rồi, trên máy bay ông chủ bất luận thế nào tôi cũng phải theo anh, rất nhanh máy bay đến thiên hải thị. Mọi người vừa xuống máy bay, châu tuyên nhất ở phía trước dò đường, đột nhiên phía trước chuyển đến tạ văn, tôi cảnh cáo cậu đừng hiếp người quá đáng tôi cứ ức hiếp đó sao hả tần lập họ lên trước xem là ai ban ngày ban mặt ức hiếp người chỉ thấy một người đàn bà ngã trước mặt tần lập mấy người con gái đồng phục giống nhau vội lên trước kiểm tra đội trưởng cô không sao chứ người ức hiếp đàn bà chính là đội trưởng thiên hải chiến đội trường tạ văn cô nhóc đừng quên nhà tổ chức đại hội võ giả lần này là bên quân đội thiên hải anh tôi là tư lệnh trong đó tôi chính là trời ở đây nếu cô thông minh chút tối nay đến chơi đấu địa chủ với lão tử nếu không bây giờ cút cho tôi Tiểu đệ bên cạnh tạ văn vội trả lời, loại đội nhỏ từ quê đến như các người. Có thể tham gia thi đấu hay không còn không phải một câu nói của anh Văn, ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Cô gái tóc xanh giận đến mức lên là một cú đá quét chân dài. Tạ Văn, chưa đùa bắt lấy chân dài của cô gái. Hoảng gì chứ, tôi thời gian còn không đủ sao. Đi chết đi. Tiếp theo người đàn bà lại ra một đòn. Công phu mèo cào này của cô không đủ. Người đàn bà bị đánh liên tục lùi ra sau. Tần lập lúc này nhìn họ đánh nhau lại phát hiện công pháp lão già đó truyền thụ không những có thể nâng cao tu vi và lại còn có thể phá giải chiêu thức trước sau đó nói tay trái hóa khiêng khí tụ chân phải chân phải lấy phong trì bốc một chân đá tạ văn bay ra ngoài